Chiều nay 29 tháng 7, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Diệc Trường cùng Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Thực Hiện đã đến kiểm tra tiến độ khởi động hai bệnh viện dã chiến số 1 và số 2. Bệnh viện dã chiến số 1 tại trường chính trị thành phố Cần Thơ có quy mô 400 giường do trường Đại học Y Dược Cần Thơ quản lý. Hiện nay, cơ sở vật chất đang được nâng cấp, cải tạo và trang bị thêm để phục vụ điều trị các bệnh nhân COVID-19. Dự kiến ngày 31 tháng 7 sẽ đưa vào hoạt động. Bệnh viện dã chiến số 2, khu A tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ. Do nơi này ban đầu chỉ là các khu nhà lớn để phục vụ hoạt động hội chợ triển lãm, nên còn thiếu rất nhiều điều kiện cho công tác khám và điều trị. Tương tự như vậy là khu B của bệnh viện dã chiến số 2 nằm ở nhà thi đấu đa năng thành phố Cần Thơ đối diện khu A. Cả hai khu này có quy mô tiếp nhận và điều trị cho 800 bệnh nhân. Nhân sự phục vụ do Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đảm trách, các đơn vị thi công đang khẩn trương thực hiện, dự kiến khoảng 5 ngày nữa sẽ hoàn thành khu B và 10 ngày nữa sẽ hoàn thành khu A. Qua kiểm tra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Diệc Trường đề nghị các đơn vị khắc phục mọi khó khăn, khẩn trương hoàn thiện cơ sở vật chất để sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân COVID-19. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các sở ngành hữu quan và chủ đầu tư đơn vị thi công tìm giải pháp xử lý rác thải, nước thải đảm bảo an toàn tuyệt đối. Hiện thành phố Cần Thơ có các bệnh viện chuyên điều trị COVID-19 gồm Bệnh viện Lao và Bệnh phổi thành phố, các bệnh viện dã chiến ở Bình Thủy, Cái Răng, Thới Lai, Thốt Nốt, Phong Điền và Bệnh viện Quân dân y thành phố đang chuẩn bị kích hoạt bệnh viện dã chiến số 3 đặt tại Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Cần Thơ.